Vâng, xin chào các bạn đã đến với các video chia sẻ và hướng dẫn các bạn hát các bài hát mình thích. À, các bạn thích, mọi người thích thì mọi người cùng nhau đóng góp thêm cho mình những cái bài hát thật là hay. Ok. Hãy cứ comment bên dưới và nếu các bạn có những câu hỏi nào về kỹ thuật thanh nhạc, về những bài hát nào hay ho à, cái gì đó mà các bạn muốn cần hỏi thì các bạn cứ hỏi. Cái nào mình cảm thấy thú vị, cái nào cần quan trọng thì mình, cái nào thấy đặc biệt á thì mình sẽ làm nhiều video mình hướng dẫn, mình chia sẻ cho mọi người ha. Các bạn cứ hỏi, mình sẽ trả lời hết. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một bài hát mình thích nữa, đó là ca khúc Như Những Phút Ban Đầu. À, ở đây là sẽ có rất là nhiều người thích bài này, bởi vì bài này nó hot hòn hòn quá mà. Mà nó hot ở cái chỗ là nó quá khó đó mà. Rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hát được bài này đúng tông buồn Hoài Lâm. Ôi trời ơi, lộn hai bạn này hoài. Như những phút ban đầu sáng tác. Oh yeah. Oh. Oh, của nhạc sĩ Tiến Minh. Nhạc sĩ Tiến Minh ha. Một nhạc sĩ rất nổi tiếng với những bản tình ca. Ok. Mình hay dò tên nhạc sĩ cho các bạn biết thêm ha. Thì cái người đứng sau những ca khúc hay thế này sẽ là những người nhạc sĩ. Chứ thường các bạn sẽ biết tới ca sĩ thôi, nhưng mà bạn phải biết tới nhạc sĩ Tiến Minh. Một người sáng tác những bản ballad tình cảm rất là hay. Ok, và sau đây chúng ta sẽ đến với Như Những Phút Ban Đầu của Hoài Lâm và sáng tác Tiến Minh. Tông pha thăng thứ. Pha thứ là cao hơn rồi. Pha thứ. Đó, vô. Và từ từ mình dạo một cái bài này thế nào nha. Để bài này nói về cái gì cái đã. Cho mình phải, đầu tiên là mình phải biết được cái bài này nó đang nói về vấn đề gì, rồi mình hát nó mới hay được. Mình phải hiểu cái bài này nó nói về cái gì. Rồi, lại nào. Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối, để yêu thương xa thân xa. Ok, cái chuyện này là núi tiếc tan trong bao tiếc nuối. Nói chung là núi tiếc mà tan trong tiếc nuối, thì cái này phải gắn hình dung nha. Cái núi tiếc ở đây, cái cục núi tiếc này nó sẽ tan trong một cái đống tiếc nuối. Nó hòa vào cái sự tiếc nuối. Núi tiếc là một cục nước đá đi. Đó, để một đống nước ở đây là sự tiếc nuối bỏ vô, tan ra, hòa vào. Thì nó sẽ nhiều hơn, cái sự tiếc nuối nó sẽ nhiều hơn. Nó sẽ nhiều hơn bởi vì có một lượng nữa nó vô, nó tan ra thêm rồi, càng tiếc nuối hơn. Để yêu thương xa thật xa là yêu thương mất đi. Yêu thương xa thật xa ha. Nếu nỗi nhớ tan trong quên bút giá. Nếu nỗi nhớ tan trong quên bút giá. Câu này khó hiểu nè. Nếu nỗi nhớ tan trong quên bút giá, và thời gian sẽ qua. Tan trong quên bút giá. Nôm na gọi là buồn đi ha. Có những cái mà không hiểu nên ta cái bài này là chuyện tình buồn. Nên cái này mình buồn đi. Không hiểu thì mình cứ nói thì khó hình dung lắm. Nhạc sĩ viết lời bay bổng lắm, mình cũng không hiểu đâu. Nếu nỗi nhớ tan trong quên bút giá. Quên bút giá, tan trong mà quên bút giá luôn. Tại không hiểu. Và thời gian sẽ qua. Nói chung là rất là buồn, rất là nuối tiếc đi ha. Rất là tiếc nuối, rất là nỗi nhớ. Trong tiếc nuối, trong nuối tiếc bao nhiêu kỷ niệm. Thời gian sẽ qua, ok, sẽ qua bao hết tất cả. Rồi, okay. Sẽ trôi đi cái kỷ niệm đó luôn. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt. À, giữ lại những nỗi buồn đúng không? Để ngày mai được khóc dẫu muộn màng. Mai được khóc dẫu muộn màng, rất buồn ha. Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Nói chung là cố giữ lấy những cái kỷ niệm đó thì cũng chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ thôi. Tất cả đã là quá khứ rồi. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn, hay là tan trong lơ làng. Cuộc đời như con nước cuốn
trôi giạt về đâu, về đâu. À ok ha. Rồi cái này là những cái ký ức thôi. Nói chung là tất cả mọi thứ đã trong, tất cả những kỷ niệm, những hoài niệm, những nỗi buồn, tất cả chỉ là những lỡ làng, trôi theo con nước cuốn rồi trôi giạt về đâu, mất tiêu luôn. Tất cả là một sự nuối tiếc. Nôm na là một từ cuối cùng, tiếc nuối. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, ký ức là tiếc nuối. Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong con sông mùa xa. Cô đơn giữa muôn trùng quên, cô đơn giữa muôn trùng quên lắm. Ok, cô đơn giữa muôn trùng quên, nói chung là một tự động viên mình thôi, tự động viên mình để cho mình vượt qua những cái nỗi buồn đó, sự cô đơn đó. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa quá chân trời, đừng để ta tan trong con sông buồn xa. Cô đơn giữa muôn trùng quên lắm. Điệp khúc nào? Yo. Dù cho tháng năm kia đổi thay. Ok nhà lại nha. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu hãy xin ta trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu sâu đậm đây. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây ban đầu. À, ok. À, dù cho tháng năm kia bỏ thay, dù cho bao mong manh mãi nơi đây, dù cho nỗi đau muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu hỡi, xin ta trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đông đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây ban đầu. À, nói chung là một cái sự nuối tiếc thôi, và mong muốn cái người đó sẽ quay trở về với mình với những cái phút giây ban đầu. À, nói chung là rất là nuối tiếc, rất là nhiều những kỷ niệm nuối tiếc và nhiều những kỷ niệm rất hay. Ok. Bài này rất buồn ha. Nói chung là chỉ cần bạn hát, bạn hiểu được cái bài này rất là buồn và bạn xử lý theo cái cách hát hay. Cách hát hay ở đây đó là mình sẽ đưa cái phần âm thanh của mình nè. Cái phần âm thanh ở đây nè. À, lúc nào mình cũng giữ cái âm thanh ở đây. Giống như Hoài Lâm hát thôi, bạn cứ để ý đó là một cách hát rất là hay. À, nếu nuôi tiếc tan trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa. Hoài Lâm giữ cái âm thanh của mình, cái màu giọng của mình á, luôn luôn à. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua. Đó, thì cái âm thanh Hoài Lâm lúc nào cũng dày dày bằng cái việc là mình giữ cái khẩu hình miệng của mình. Cô giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được không giấu muôn mang. Đó là cách mình giữ cái khẩu hình miệng của mình. Mình đừng có làm mất đi, đừng có di chuyển quá nhiều, hãy để nó tự nhiên giống như là mình đang nói đi, mình đang nói bình thường thì mình cũng sẽ giữ cái khẩu hình miệng. Giữ cái khẩu hình miệng của mình rất là tự nhiên như vậy, cái âm thanh của mình rất là tự nhiên ha. Và từ đó hát âm thanh nó dày hơn, sâu hơn để cho nó tạo được cái cảm giác nhiều cảm xúc hơn. Rồi. Ok, mình sẽ thử lại một lần từ đầu tới cuối nha. Bài này sẽ dài lắm đây. Bài gì đây? Đây là một bài khó thì mình sẽ chắc mình sẽ làm video này khá dài. Các bạn cố gắng các bạn xem nha. À, đừng có ngại, hãy cứ để ý thật là kỹ, mình sẽ cố gắng mình làm thật là kỹ để các bạn có thể hát được bài hát này. À, còn bây giờ thì mình xin phép với các bạn là mình xin tắt hết thẻ rồi. Rồi, action, tiếp tục nha. Rồi, và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau vào tập luyện bài này. Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa. Rồi, ok, các bạn cố gắng giữ cái âm thanh của mình ở đây và hát nhẹ bên trong.
Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối, để yêu thương xa thật xa. Cảm giác hơi tiếc nuối, hơi lãng đãng một chút xíu. Sặc cái muốn lên máu luôn. Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối, để yêu thương xa thật xa. Cảm giác luyến tiếc nè. Để yêu thương xa thật xa. Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối, để yêu thương xa thật xa. Lúc này mình vô còn một cảm giác rất là luyến tiếc. Nhẹ nhàng đưa hơi vào bên trong, nhẹ nhàng thôi. Xa thật xa. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa, và thời gian sẽ qua. Rồi, mong một chút luyến tiếc nữa nha, lại. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa, và thời gian sẽ qua. Cuộc xưa ấy dù chỉ là nước mắt. Đó, bây giờ mình chuyển nhẹ lên nha. Cô giữ lấy dù chỉ là nước mắt. Đẩy cảm xúc lên buồn bã một chút xíu, đưa âm thanh vào sâu bên trong. Cô giữ lấy dù chỉ là nước mắt, để ngày mai được không giấu muộn màng. À, đây là mình hát một hơi nha, một lần nữa. Cô giữ lấy dù chỉ là nước mắt, để ngày mai được không giấu muộn màng. Và một hơi một. Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Lúc nào nó cũng phải có một cái nỗi buồn, một cái sự nuối tiếc liên tục ở trong đó ha. Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn. Lại thêm một cái sự buồn bã, một cái sự nuối tiếc nữa. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn, hay là tan trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuốn, trôi giạt về đâu luôn. Luôn thư thả và bình tĩnh, không vội vàng, không gấp gút, cứ thả lỏng cơ thể để nó trôi một cách nhẹ nhàng nhất. Buồn một chút, giọng mình buồn một chút, tâm trí mình buồn một chút. Cái âm thanh của mình á, nó cũng dày dặn một chút, thoải mái một chút. Là thử một lần nữa nha. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn, hay là tan trong lửa làng. Các bạn thấy mình rất là thư giãn từ nỗi buồn, từ hay nha. Lại một lần nữa nè, các bạn nghe và cảm nhận nè. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn, hay là tan trong lửa làng. Cuộc đời như con nước cuốn, trôi giạt về đâu, về đâu. Rất thoải mái, rất thư giãn. Cứ để âm nhạc nó từ tốn, nó chuyển thành cảm xúc, nó chuyển thành âm thanh của mình, và nó thoát ra ngoài. Tiếp tục nha. Đừng để những ký ức. Từ từ thôi. Đừng để những ký ức là tiếc nuối. Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời, khuất chân trời. Đừng để ta tan trong con sông buốt xa, buốt xa. Con sông buốt xa, cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay. Đúng không? Đúng rồi, thường các bạn sẽ hát là cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này. Đó, nếu các bạn hát rồi mình sẽ đẩy nó lên. Còn nếu mà mình có một cách xử lý tinh tế hơn, khéo léo hơn, thì mình sẽ xử lý nó lắng lại khúc này, làm cho mọi người cảm thấy nổi da gà. Cảm giác nổi da gà luôn. Rất là thông minh cho đó ha. Làm một lần nữa. Tự mình khen mình luôn. Kinh khủng thiệt. Ok. Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này. Dù nỗi đau theo muôn
kiếp sau ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Đó, cái âm thanh của mình lúc nào đưa ra phía sau nè, để nó đạt được cái head voice một cách tự nhiên nhất thì cái nốt cao của mình nó cũng sẽ tự nhiên nhất ha. Đừng có đưa âm thanh lên phía trước và lúc đó thì mình bị cuốn theo á, mình bật mọi thứ ra ngoài, mình bật hết âm thanh, bật hết hơi ra ngoài luôn. Hồi lúc đó là những cái nốt cao của mình nó được điều khiển bởi head voice. Nốt cao nó không có điều khiển bởi mid voice nha. Mid voice là một cái công cụ mà do được cái sự hợp tác của head voice với mid voice lại với nhau. Head voice với chest voice lại với nhau thì nó mới ra mid voice. Đó, nên không phải nghĩ là cứ đưa ra mid voice là bạn sẽ hát được nốt cao, không có. Head voice nó mới là cái điều khiển nốt cao ổn định nhất. Rồi sau đó cái mid voice nó làm cho cái giọng hát của bạn ổn định hơn. Cái giọng hát của bạn nó là một cái sự kết hợp, nhưng mà lúc đó thì chúng ta có mid voice quen dần rồi, chúng ta sẽ quên đi cái phần head voice với chest voice nhiều hơn. Nhưng mà cái head voice là cái cực kỳ quan trọng, hãy tập head voice trước nha. Ok, bây giờ tôi đang sử dụng head voice rất là nhiều, các bạn để ý nè. À, cô đơn xưa muôn trùng quên lãng dù cho tháng năm kia hết vào đấy, dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi đời này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Một chút mid voice mãi mãi, một chút thôi, vẫn giữ head voice thật là chắc, vẫn mở thật là sâu, chứ đừng gào thét lên nó mất đi cái cảm xúc nha các bạn. Đến mãi mãi là chật lất luôn. Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi, này người yêu hỡi, xin ta trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu sâu đông đây, nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây ban đầu. Cái chữ trở về nhẫn nè các bạn thường hay hát không được, là cái chữ trở về nhẫn á thì nó rất là cao, là thằng đó si giác. Si giác rất là cao, thì nếu mà si giác muốn hát tốt các bạn phải chuyển sang mid voice thì nó sẽ ổn định hơn, tại vì cái chữ nó bắt buộc phải chuyển sang mid voice rồi. Nhưng mà head voice, có một cái head voice ngay chỗ đó rồi mới chuyển sang mid voice được, chứ đừng có đưa từ giọng cổ chest voice lên cho về những là nó mệt lắm, nó phải có head voice ở giọng đó nha. Cho về những đúng không, cho về những nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Và nếu mình hát đặt tình cảm vô thì nó sẽ ra thế này, ra thế này. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những đó, trở về những một tí chest voice vô để tạm hết da diết hơn. Trở về những phút giây. Đó là cái cách mình lựa chọn cách hát thôi. Hãy cứ thoải mái nhất, cứ tự nhiên nhất mà trình bày bài hát này. Đừng có, các bạn đừng có cố gắng làm cho cái bài hát của mình nó phải hoàn hảo đi. Nó tự nhiên nhất, nó thoải mái nhất, nó thăng hoa nhất là được. Tại vì ở yếu tố ở đây một bài hát mà với các kỹ thuật có được và với cái cảm xúc của mình ở trong cái giai đoạn đó, mình hát ở đâu, hát trên sân khấu, hát cho ai và cái cảm xúc của mình lúc đó mình điều khiển nó như thế nào, và mình có cống hiến hết mình hay không, mình có chơi hết mình hay không, nó là cái quan trọng nhất. Chứ hãy hoàn thành cái bài hát một cách tự nhiên nhất, một cách thoải mái nhất bằng chính cái cảm xúc của mình thôi. Còn sự hoàn hảo, cái câu chuyện đó để tính sau, khi mà một cái quá trình bạn hoàn thành nó tốt rồi, nó sẽ nó sẽ hình thành một cái thói quen, hoặc là cái đẳng cấp của bạn đã được tập luyện, được trau dồi, được tập kỹ thuật rất là nhiều rồi, từ đó các bạn sẽ nâng lên nữa những cái kỹ năng ca hát của mình. Thì lúc đó cái sự hoàn hảo, câu chuyện đó tính sau, cái chuyện đó của tương lai, còn câu chuyện hiện tại thì cứ để nó tự nhiên, cứ để nó thoải mái nhất. Rồi bây giờ tôi sẽ đến giải quyết cho các bạn một cái vấn đề thắc mắc mà thường là các bạn sẽ bị
dính nhiều, đó chính là phần lên cao của bài hát này, lên tông ha. Phần này không có sự lên tông, hợp âm này không có sự lên tông. Ok rồi, mình cho thử nó lên hay rồi. Ok, lên tông luôn, son thứ rồi. Khi các bạn hát lên tông cao bài này thường các bạn có một cái vấn đề là các bạn gồng. Các bạn gồng, các bạn cứ để giọng hát của mình nó tự nhiên, các bạn phải mở được head voice với chest voice, các bạn phải mở sâu phía bên trong ra. Rồi tự động mix voice nó làm việc. Rồi thế là xong. Kỹ thuật nó đơn giản, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi còn lại là các bạn phải cân làm sao cho được cái cảm xúc của mình nó vào trong từng câu, từng từ nó hay nhất. Đây mình sẽ thử ví dụ cho các bạn nha. Từng câu thôi nha. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho tháng năm kia đổi thay, cái chữ thay của mình không phải là đổi thay, cảm giác nó rất là mệt mỏi. Bạn có thể chuyển sang gió một chút xíu. Đổi thay dù cho, như là đang nói, như là tâm sự mà một cách đau đớn nhất. Dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu, hãy xin tan trong vòng tay. Đúng không? Lúc nào cũng mở. Người yêu, hãy xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu sâu. Đông đây, đông đây. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về nhà. Ê chàng, cách này mình dễ nha. Mở hết voi lên. Trở về nhà phút dài. Ban đầu. Cái đó là một cách bạn hát căng cái phần chest nhiều, thì cái này nó tạo nên cái sự đau đớn. Còn đó là một cách nữa. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái phần lên tông nha. Cái phần mà bật cái nào, phần âm thanh. Này người yêu. Ok. Này người yêu, hãy xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu sâu đông đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi đây. Đó. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, thường các bạn sẽ gãy cái chữ này. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, nơi đây, thì lúc này cái head voice với cái chest voice nó phải làm việc, nó mở ra đây. Nếu thời gian dừng lại nơi đây. Rồi mở tiếp nha. Trở về những phút giây. Đó, lúc nào âm thanh của mình cũng phải được mở, luôn luôn mở 24/7. Thì cái việc vì vậy muốn âm thanh mở thì khẩu hình của bạn lúc nào phải mở. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây ban đầu. Rất đơn giản, không khó đâu, các bạn chỉ cần tập luyện quen dần cách sử dụng hơi, cách mở các khoảng vang và cách điều khiển được head voice và chest voice và mid voice, thì chắc chắn các bạn sẽ hát được ca khúc như những phút ban đầu này. Ok, mà đây không phải đơn giản đâu. Nếu các bạn là nam cao thì các bạn sẽ tập luyện ok, còn nếu mà các bạn giọng nam trung thì nhớ hạ tông xuống nha. Mình không cần hát cao gì đâu, vậy đâu, mình chỉ hát vừa đúng với cái quãng giọng của mình hợp lý rồi. Rồi sau đó rồi cứ mặc sức mà tập luyện và thể hiện. Nếu các bạn thấy thích hãy cứ đăng ký kênh của mình và xem các video hướng dẫn kỹ thuật thanh nhạc thật là kỹ, và sau đó quay tới quay lui để áp dụng được những cái kỹ thuật vào trong bài hát này, thì chắc chắn các bạn sẽ có được những bài hát mình hát ra cảm thấy thú vị nhất.
Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Bye bye.